Ngay lưỡi trên trận kính chào quý khán tính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng, sinh năm 1944, Tổng bí thư ban chấp hành Trung Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư Trân, vào hồi 13 giờ 38 phút, ngày 19 tháng 7, 2004, tại Bệnh viện Trung quân đội 108. Ông Trọng qua đời ở tuổi 80. Kể từ khi giữ chức Tổng bí thư năm 2016, Nguyễn Phú Trọng, đã đề ra một chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn với hàng ngàn quan chức bao gồm cả các chính trị gia cao cấp bị xử lý kỷ lục miễn nhiệm hoặc bị bắt giam. Ông với chiến dịch này với cái việc đốt lò, vì vậy nó có tên gọi là chiến dịch đốt lò. Chiến dịch được các quan sát cho là một nỗ lực của đảng trong việc giành lại quyền lực và quỹ thế cũng như củng cố lòng tin của người dân vào chính quyền và sự dẫn dắt của đảng. Tưởng là như vậy. Thực tế thì cái gì rút lò đó có củng cố được lòng tin của người dân vào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hay không? Và sự ra đi của ông Vũ Trọng đã để lại gì cho đất nước, đặc biệt là đối với người dân miền Nam Việt Nam. Trong những ngày này, Việt Nam tổ chức quốc tang cho ông Trọng, Nguyễn Gia Việt, một cây bút người miền Nam, đã có bài viết với tự đề Xin nhỏ giọt nước mắt hiếm hoi này, cho quê hương mình nội dung như sau nhiều bạn đang khoe nước mắt bằng câu chữ trên facebook họ thể hiện họ khóc bằng con chữ thí dụ thế dân tình đang bàn về cái cô gì đó đã có việc đoạn văn mơ hồ vì nước mắt của hàng triệu nào đó kiểu miền nam cô không biết là có kiểm soát facebook không nhưng đang ráng khóc bằng chữ cô khóc được thì con mắt nó có sinh lý tốt có nhiều người không ra nước mắt mà phải đi kiếm bác sĩ tốn tiền khóc là tập thể dục con người có nhiều người khóc con mèo con pet chết chứ không khóc cho cha mẹ nữa kìa nhiều người cũng biết ước lắm nhưng họ không bao giờ có chút cảm xúc nào chứ đừng nói là hơi cay cay ở mắt khi nghe ông nghệ sĩ này bà nghệ sĩ kia chết rồi với các quan kính khách thì lại càng không các vị đã ăn trên ngồi trước đã ngồi trên đầu muôn dân tột đỉnh quyền sanh sát ở trong tay thì tới tuổi chết cũng được rồi chết cũng là cái cách kết thúc và trả lại công bằng cái chết là dấu chấm của sự công bằng sao chót mà tạo quá ép buộc mọi thứ do con người cố tình không công bằng nghe tin yếu nhân này chết vip kia ra đi thì không cười nghe bần thần chút đỉnh là dịu có câu gì đó nhưng không bao giờ xúc động quá lâu ăn cơm của dân thì phải làm sống lớp trước tan thì có lớp sau trở tới mọi thứ không thay đổi khi nghe một người chết thì suy xét đem lên bàn cân coi công và tội của họ với dân tộc của họ. Chết là công bằng. Con người. Tất cả sau cùng ai cũng phải chết. Đó là sự công bằng tới tận cùng. Công bằng đến mức tàn khốc nhất mà không sanh linh nào có thể kháng cự lại. Đức Phật dạy rằng tất cả những gì theo duyên khởi cũng đều theo duyên diệt. Là sao chứ? Có sanh ra, có lớn lên, có già cả có bệnh hoạn rồi chết đức phật dạy rằng mọi chúng sanh dù là người hay là thú dù nghèo hay giàu già hay trẻ không ai là có thể tồn tại lâu dài mãi mãi trong tình trạng mọi thứ đều sẽ phải thay đổi và xa rời đi thân xác này không thuộc về chúng ta một ông tỷ phú một ông ăn mài một bà khùng điên cũng tắt thở mà chết. Hoàng đế chết ra kêu là băng hà, Mặt ông Lưu Manh chết đó, kêu là ngủng cụ đèo hay đứt bóng, thì cũng là chết ngắt mà thôi. Cái thân xác, dù ốm nhôm vì đói, hay cơ bắp cuồn cuộn tập chim hấp dẫn, mập ú do quyền cao, khi bỏ vô hồn, đem đi đốt, thì cũng ra tro. đem đi dùi xuống đất ba ngày sau, thì xác sình thúi lên, thu quát, dòi bò sản sanh ra, thịt da rã, xương mục cốt tan. Đám tang lớn nhỏ, trịnh trọng, sang trọng, diễn văn, điếu văn hay là quấn chiếu vội giả đi chôn thì đều có một cái cửa nó vô như nhau. Người chết ba ngày sau thì cũng sình lên thú quắc. Cái chết giống công bằng. Nhưng người ta lại làm cho nó không công bằng. Qua những câu chữ, khi họ đánh tráo chữ thầy chùa chết thì kêu là diêm tịch tín đồ thì qua đời hay chết sư bị cháy chùa chiền gọi là bị quả hoạn ra đường tưới xăng thì tự thiêu dị pháp rồi vua thì băng hà dân thì xí lắc léo ngủng củ tỏi người miền nam có câu rất hay là chết gắt đi bán muối chết ngon ơ nhiều người chỉ nói một câu là nó nín thở rồi rồi tử vong và hy sinh nhiều quan đi dí dân thì rủi chết vậy là hy sinh anh dũng dân chết thì thiệt mạng ai cũng biết khóc tôi khóc tôi khóc chỉ khóc khi lòng tôi đau khi tâm hồn tôi bị xao động khi mắt thấy và tai nghe khi lòng trắc ẩn sự đau đớn liên quan đến sự tồn vong của dân tộc tôi giữa một ông quan cao dòng ông ăn mày chết ở ngoài đường thì tôi sẽ ngậm ngùi dằn xé với hình ảnh ông ăn mày vì cái thân phận con người không nhà không cửa không người thân mà bữa đói bữa no lang thang rách rưới nhớ hồi thành phố hồ chí minh bị dịch những ngày cuối cùng trước khi thành phố bị phong tỏa có lần tôi phải chạy về mua thuốc chứng kiến như con đường hẻm hốc nhà mặt tiền bị kéo dây chặt chéo thành phố vắng lặng như không còn ai tôi rớt nước mắt lòng đau không thể tả có sống có gắn bó với sài gòn từ quá khứ tới hiện tại thì ai cũng thương nó rồi khi không còn phong tỏa khi được hoàng hồn khi được về thành phố sau dịch chứng kiến thành phố Tea Tua như vừa bị bão lớn, nhìn chợ búa nhà cửa đóng kín, mặt bà dân tình ngơ ngác. Tôi cũng rớt nước mắt. Sài Gòn ơi, đau lòng quá. Tôi về Sài Gòn được, đi một dòng điểm danh lại bạn bè, người thân dòng họ. Có ai cò, ai mất. Có những người lâu rồi, không qua lại vì nhiều lý do. Giờ giật mình thẳng thốt không biết nó sao rồi. Bơ dơ thực sự. Chứng kiến những cái chết, bất đắc kỳ tử. Những cái xác cứng đơ trùm dội bao ni lông trong những ngày dịch. Nước mắt người thành phố, người miền Nam đã khô cạn. Những ngày đó, nhìn những người già, những người lang thang chết queo quắt ở trên lệ đường hè phố, thành phố mà không ai không đau lòng. Sài Gòn kiệt lực tận cùng của sự kiệt lực từ sức cho tới tiền bạc sài gòn một lần đau đớn miền nam một lần khủng hoảng là để thức tỉnh tất cả mọi người trên đường lịch sử cứ dài 10 năm một thì một dân tộc tiến đến một ngã ba của số mạng của họ đó là một khúc quanh lịch sử vô cùng nguy hiểm mà họ bắt buộc phải chọn nẻo không thể trốn tránh được chọn đúng đường họ sẽ đến nơi sáng lạn chọn lầm họ sẽ rơi vào vực thẳm mà một thế hệ quan mang không thể nào chọn đúng được con đường của họ được họ phải biết cái gì họ muốn tức là họ phải có lý tưởng bình nguyên lộc đã giết nhưng thành phố trong thời gian ngắn nếm đủ mùi dư vị cuộc đời dịch bệnh bùng phát người bị dịch chết nhiều người còn sống bị kéo dây phong tỏa thành phố nội bất xuất ngoại bất nhập thiếu thốn từ lương thực đồ ăn tới thuốc men rồi qua dịch thì bệnh viện thiếu thuốc bác sĩ bỏ việc rồi lại thiếu xăng dầu không ai hiểu được không ai hiểu được vì sao cái nơi mà đóng thuế nhiều nhất nước như thành phố hồ chí minh và kinh tế sôi động như miền nam mà lại như vậy hàng ngày đi qua đi lại ở xóm làng miền Nam. Chứng kiến vô số người già, trẻ em, người sồn sồn, người trẻ trẻ, đàn ông và đàn bà bán vé số. Những quán cà phê, quán nhậu, chỗ cái cục đèn, đèn xanh đỏ, ngã ba, ngã tư, lệ đường là nơi họ mưu xanh. Những trưa nắng lột da chạy xe ra đường, thì thấy hàng loạt cánh tay ngoắt ngoắt giá số đó đủ cái số miền Nam bây giờ vô địch thiên hạ vì cái khoản hiệu quả khi làm mọi cách ép chúng sanh phải mất tiền ra mua từ thành phố Hồ Chí Minh tới các đô thị thành phố thị trấn làng quê thôn xóm họ đi bán vé số đông còn hơn là dân đi chợ đi mà cỏ mọc không nổi đi qua đi lại cái lộ nhựa cũng phải bò. Hào quang rực rỡ là của người bán vé số. Thời kỳ đỉnh cao ở miền Nam hiện nay là những người bán vé số toàn là dân nghèo, đông gạo lon, đồ giật. Bán vé số có đủ chiêu, chiêu ép, từ chiêu lì tới chiêu khóc. Nhiều lần Thế ngã tư có giọng khóc lớn lắm. Trời ơi, tôi khổ quá bà con ơi, hu hu trời ơi, nghe tưởng giết người cút của. Nhưng không, bán vé số, đứng khóc, quỳ, lăn lết giữa đường, yêu cầu bà con mua dùm cho hết. Nằm dưới đường cứ khóc, cứ đành đạch một buổi, hôm nay ngã tư này, tuần sau ngã tư khác. Những nghệ sĩ vé số như ông ba, bà tư già lụm khụm cùng với tí, tèo, bé ba, bé tư bỏ học từ cấp 1 da đen thui, móc cười khét nắng, tóc rít chịch, vàng que, nụ cười giam dở, áo quần lôi thôi lít hết, lòng vòng ngoài đường sáng tới khuya trên tay là một cọc vé số vé số đi bà con ơi vé số ế đi bà con ơi làm ơn mua dùng cô, chị, con, cháu, tờ giấy số. Ngã ba ngã tư nào cũng có nghệ sĩ giấy số. Những bàn tay chìa ra đường của giấy số và cái đầu lắc lắc lia liệt của người bị mời đã thành nét văn hóa của miền Nam. Người miền Nam có câu bị kéo tuột quần là có thiệt. Thiếu nợ bị chủ nợ dí riết muốn khùng. Đi đâu dí đó, kéo tuột quần giữa chợ và nay nay thì đủ quân vé số kéo tụt quần người đi đường để ép mua vé số người già đó là phải nghỉ ngơi để sống tiếp những ngày còn lại thì phải ra đường với vé số con nít phải đi học chỗ là trường học chứ không phải ra đường với vé số sáng mà cửa ra chưa thò có lùi mũi ra kịp hít thở thì đã bị ba bốn cái bàn tay cầm vé số chìa vô mặt đi chợ chưa kịp móc tiền ở túi trả tiền cá đã bị bốn bà vé số bao dây kéo áo vé số anh ơi qua đò cũng vé số cái đời nhỏ xíu chở chừng hai chục người mà có tới sáu bà và hai ông bán vé số cứ đi vòng vòng chìa vô mặt khách cứ lắc đầu ông này thì phải lắc đầu ông kia nhiều cái bực bội la sao tôi không mua mà bà cứ mời tôi hoài vậy mà mua một người thì tám người bao dây trách móc mua nó sẽ không mua giùm tôi tôi nghèo hơn nó chịu đi khách sạn xxx biên bộ mới dắt xe ra khỏi khách sạn mới liếc liếc giùm tứ phía để kín đáo rời xa cái nôi sung sướng mới lên xe để cái ảo thì một sắp giấy số chọt vô mặt số 44 đi anh bực quá mới hỏi có số 69 không bà cái bà trả lời có luôn vô bệnh viện cũng có vé số bị bảo vệ rượt cái vé số chui vô rút vc núp đi sài gòn mắc đái kiếm lùm giữa quốc lộ xìa vô làm sướng cái chưa xong đang vũ vũ cho sạch thì cũng bị vé số bao dây đường xá vắng que vắng tanh vắng ngắt bán buôn ế chết mẹ không thấy ai mua gì đường phố chỉ thấy dân bán vé số là nhiều bán vé số đứt vốn rồi giật nợ, trốn nợ Bán cho góp, rồi trốn Rồi bị bắt, bị đánh Bị tán vô mặt Nửa đêm, nghe ngoài đường rần rần Trời ơi, sao mày đánh tao Tao khổ quá mà Ai khổ, ai sướng chứ Mọi người đều trên chung Miếng cơm miền Nam đắng két Khóc tiếng Tiều, tiếng Quảng luôn Chứ hết còn khóc bằng tiếng Việt Nhìn mọi thứ muốn khóc mà khóc không ra nước mắt. Nó ráo quảnh, nó đau đớn, nó khó chịu lắm. Ngoài đường, ngoài vé số, thì còn đội quân cũng đông dữ dằn. Là xe ôm, xe ôm công nghệ, có đủ Grab, Go, Việt, Bi, Vato, Migo, Fastgo. Trời ơi, xe ôm đủ màu áo, chạy lòng vòng nượm nượm. Có lẽ dân Cuba sẽ ái mộ và rất thèm được chiếc xe gắn máy di du trên đường một cái điện thoại quẹt như mấy anh xe ôm thành phố hồ chí minh thời đại công nghệ số thành phố hồ chí minh đầu tàu cả nước chắc cũng đầu tàu về vé số và xe ôm công nghệ em ra đi nơi này vẫn thế vẫn thế vé số và xe ôm đất nước đáng sống nơi mà các quan nói rằng có rất nhiều người ở các nước phát triển muốn sống như kiểu việt nam bền vững không giàu, không nghèo. Có nhiều cứ muốn khóc, mà không khóc được. Mà khóc nhiều á thì khóc kiểu trấn thành. Chết là cái việc riêng. Thì đừng làm mọi người phải trộn rộn. Sống mới khó, mới quan trọng. Chứ chết thì có gì quan trọng đâu. Người tốt hay xấu, tốt hay thế nào để người ta còn sống nhận xét. Trình độ dân trí giờ cao mà, chạy xe ôm mà có bằng cử nhân không mà nhiều gì đã quá tột đỉnh khi còn sống đã hưởng những vinh hoa quyền lực sanh sát ở trên quan trường mà đối với người dân nào cũng bước như vậy được trong sau hàng ngày có vô số những công nhân người lao động người bệnh dân chết trong lúc bu sanh tạo ra của cải cho xã hội mà vẫn không ai biết không một cây nhang thậm chí không có quan tài, không đủ tiền đem đi thiêu. Họ chỉ còn hũ cốt nhỏ xíu khi cuối cùng cuộc đời. Có người chết thì rầm rộ, ban bệ, điếu văn, đám đông này nọ ca ngợi hết lời. Ngẫm thấy đó như là cái thứ đặc quyền và không có sự công bằng. Xin nói một chút về cái chết nhưng bậc trí thức thực sự. Hồi năm kia, bà nữ sĩ nổi tiếng Đài Loan, bà Quỳnh Giao, chia sẻ trên trang cá nhân cái bức thơ như là lời di chúc gửi con trai và con dâu. Bà dặn dò chuyện hậu sự của bà khi bà đang ở tù. Quỳnh Giao nghĩ tới cái sợ khi qua cửa tử đó, bà viết. Mẹ nghĩ rằng các con đều hiểu rõ là mẹ sợ hãi cái ngày định mệnh ấy đến giường nào. Nhưng vì lão niên nếm đủ hết dư vị đời người, bà tự an ủi. Sống đến tuổi này đã là diễm phước lắm rồi. Chính vì lẽ đó từ giờ trở đi, mẹ sẽ đón nhận cái chết với nụ cười trên môi bà viết di chúc dầu có lâm trọng bệnh thế nào nhất quyết con cháu không đem bà phẫu thuật không được đem bà vào phòng điều trị hồi sức cấp cứu đặc biệt không được đặt ống thở không được đặt ống truyền chất bổ và không với biện pháp cứu sống như điện vật các loại máy móc quỳnh giao viết hãy để mẹ ra đi nhanh chóng. Đừng để mẹ thành bà già ốm yếu, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nếu làm thế, các con mới là đại bất hiếu. Khi còn sống, nguyện là ánh lửa, trái thuốc cuối cuộc đời. Chết đi, nguyện là hoa tuyết, lất phất rơi, hóa thành cát bụi. Nữ sĩ dặn con, không đăng cáo phó không làm truy điệu không lập linh đường không đốt vàng mã cái chết là việc riêng đừng làm phiền người khác càng đừng làm phiền những người yêu mến mẹ nếu thật lòng yêu mẹ họ sẽ hiểu cho mẹ mẹ chẳng có gì cả lúc chào đời thì lúc đi cũng mong được đơn giản gọn ghẽ sau này tiết thanh minh cũng không cần cúng bái mẹ vì mẹ đã không còn tồn tại huống hồ trái đất ngày một ấm lên đốt giấy đốt hương đều đang phá hoại địa cầu chúng ta có nghĩa vụ giữ gìn môi trường sống sạch sẽ cho những sinh mệnh mới đang nối tiếp nhau chào đời người có lý trí là người không sợ cái chết đã nghĩ dù một lần trong đầu về cái chết của chính mình và chết không bao giờ làm phiền tới xã hội vì cách thức tổ chức đám tăng hoa tươi nhạc làm theo đạo này đạo kia trì bao nhiêu bài kinh đọc bao nhiêu bài chú bao nhiêu người làm lễ vân vân, chỉ là hình thức mà thôi những cái gì đọc kinh hay cúng tế nhạc này nọ ca ngợi ngốc trời chỉ là cái bề ngoài mà thôi người ta đã chết đâu mà biết sau khi chết nó sẽ có gì đặng mà lễ lạc này nọ bà quỳnh giao là bậc trí thức, bậc quan niệm thực tế. Trước đây, học giả Nguyên Lê cũng quan niệm về cái chết đơn giản. Ông viết, Thời xưa, mong giữ được một trăm năm, thời nay tôi sợ không được dài chục năm, cho nên tôi tính chết thì quả tán, đỡ thắc mắc cho con cháu ở xa và cúng dỗ tôi cũng bảo dẹp bớt đi làm ơn hãy nhớ rằng chết là vĩnh viễn an nghỉ vui tươi xin đừng làm phiền người còn sống đang còng lưng gánh nợ đời nguyễn lê thì viết rằng chúng ta làm điều phải vì tin nó là điều phải chứ không phải là vì ý muốn của thượng đế hay là của một vị thần linh nào cũng không phải vì mong chết rồi được linh niết bàn hay thiên đàng sống thực chất là gì mà không phân biệt được thì mãi mãi làm cái bóng ma người giết nguyễn gia việt thưa quý vị